Xin kính chào anh em cộng đồng P Network Việt Nam. Lần đầu tiên xin được kính chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày hôm nay mình muốn dành thời gian để trả lời cho anh em các câu hỏi về P Network, về KIC trong thời gian tới. Hôm qua thì có bạn nhắn tin hỏi mình rằng mình đã tải P Browser và thực hiện xong bước 2, bước 3, nhưng tại sao ở bước 1 của mình lại không có tích xanh, trong khi đó bước 2, bước 3 thì lại có. Có phải mình bị lỗi bước 1 không? Thì xin trả lời với các bạn là các bạn hoàn toàn không bị lỗi bước nào nhé. Các bạn đã thực hiện xong bước 1, bước 2 và bước 3. Bước 2, bước 3 của bạn có tích xanh thì chắc chắn bước 1 cũng có tích xanh. Cái vấn đề không hiện tích xanh này không quan trọng các bạn nhé. Mà các bạn đã họ thực hiện xong bước 2, bước 3 là chắc chắn là các bạn đã thực hiện xong bước 1. Nếu mà các bạn nào muốn bước 1 có tích xanh thì các bạn sẽ thực hiện sau như mình này. Các bạn không vào ứng dụng P Network nữa, mà các bạn sẽ vào ứng dụng P Browser, sau đó ấn vào mục My.p. Và ở My.p này thì các bạn sẽ thực hiện như ở ứng dụng P Browser. Các bạn sẽ vào mục Mainnet này, vào mục Mainnet Checknet, và lúc này các bạn sẽ kiểm tra và chắc chắn bước 1 của các bạn sẽ có tích xanh. Ngày hôm qua thì cũng có bạn nhắn tin hỏi mình rằng em sử dụng một điện thoại có lập được hai tài khoản P Network không? Giả sử như em sử dụng điện thoại này lập tài khoản A rồi, liệu có lập được tài khoản B nữa không? Thì mình xin trả lời các bạn rằng chắc chắn là các bạn sẽ lập được, nhưng mà cái tài khoản A của các bạn sẽ trùng với tài khoản B. Sao mình lại bảo là hai cái tài khoản này trùng nhau? Bởi vì khi các bạn tạo hai tài khoản trên một điện thoại đấy thì các bạn vẫn cứ đào bình thường. Nhưng mà khi các bạn đăng nhập vào ví đấy thì cái mật khẩu của ví B sẽ đăng nhập được vào cái ví A và ngược lại. Và sau này đấy, ông Nicolas có cho cái IC diện rộng và hệ thống nó sẽ quét, thì chắc chắn hai tài khoản này của các bạn sẽ bị xóa, có thể là bị xóa cả hai tài khoản luôn nữa các bạn nhé. Nên mình khuyên anh em là mỗi điện thoại anh em chỉ nên tạo một cái tài khoản duy nhất mà thôi anh em nhé. Có rất nhiều anh em nhắn tin hỏi mình rằng ông Nicolas trong buổi trò chuyện với các pioneer trên toàn thế giới, ông ấy đã hứa rằng trong một vài ngày tới ông ấy sẽ đưa video demo hướng dẫn cho anh em KIC diện rộng. Vậy tại sao đến giờ này vẫn chưa có? Thì theo mình nghĩ rằng ấy, đây là quan điểm cá nhân của mình nhé, thì có thể trong ngày mai, ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu, thì ông Nicolas sẽ xuất bản cái video demo hướng dẫn anh em KIC ở trên cái giao diện chính của P Network. Tại vì sao lại thế? Bởi vì theo mình nghĩ rằng đấy, ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu, và ông Nicolas ấy muốn thể hiện tình yêu của mình đối với tất cả các pioneer trên toàn thế giới đã luôn ủng hộ ông đấy bằng một cái video demo hướng dẫn KIC. Đây là một cái sự thể hiện cái tình yêu của ông Nicolas đối với tất cả anh em cộng đồng pioneer chúng ta, và cũng có thể điều đó có thể là xảy ra. Sau mình quan sát và để ý đấy, thì ông Nicolas và đội ngũ Picotin từ trước đến nay chưa thất hứa với anh em pioneer trên toàn thế giới bất kỳ một lần nào cả. Ông ấy hứa là ông ấy làm, mặc dù có thời gian hơi chậm một chút nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Thì hôm trước thì ông ấy đã hứa là sẽ đưa video demo hướng dẫn cho anh em, thì chắc chắn là rằng trong một vài tới, có thể là ngày mai, ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu, ông ấy sẽ đưa cái video KIC hướng dẫn cho anh em. Nên anh em cứ yên tâm chờ đợi và chắc chắn là sẽ xảy ra. Một cái yếu tố khác nữa là ngày 14 tháng 2 thì nó lại cùng ngày với 14 tháng 3. Và nếu anh em tính ra đấy thì ngày 14 tháng 2 cách 14 tháng 3 là 30 ngày. Thì có thể rằng sau khi mà ông Nicolas đưa ra video hướng dẫn KIC cho toàn anh em thì có khi là anh em sẽ được KIC diện rộng. Và theo mình ấy, thì 14 tháng 2 đến 14 tháng 3 là 30 ngày, thì có khi là mỗi ngày tương ứng với là 1 triệu thành viên sẽ được KIC, và đến ngày 14 tháng 3 sẽ là 30 triệu, và 30 triệu thì tương ứng với là 30 triệu pioneer của chúng ta sẽ được KIC thành công. Và lúc đấy thì cái P sẽ được chuyển sang mainnet kín chẳng hạn. Lúc đấy thì anh em có thể giao dịch trên cái mạng kín và chúng ta có thể trao đổi hàng hóa qua cái hệ sinh thái của P chăng? Đây có thể là suy nghĩ của mình. Rất hy vọng rằng anh em có thể tham gia đóng góp ý kiến cho mình để củng cố niềm tin cho tất cả các anh em pioneer.